Đây, lại có 6040 nha các bạn. Đang sới khô, khô này khô queo luôn nè. Đây, sới cái này coi mới đã nè. Ở đây là Hồng Ngự Đồng Tháp nha các bạn. Nhưng của Minh Đức hả ta? Thấy không? Cái gì Phong Tiện. Phong Tiện này là Tân Hồng. Này là 6040 Thái nha các bạn. Xài vỏ ghim luôn nè, vỏ không lớn ga lì nè. Vậy là già này có Phong Tiện. Phong Tiện thì mình nhớ hình như là Tăng Thành B hay Tăng Thành A của Tân Hồng Đồng Tháp nè. Ở đây thì cách Tân Hồng còn mười mấy cây nữa. 6040 này hình như là Thái luôn nha các bạn. 6040 này thì nó cũng máy 2403 y như Việt Nam mà thôi, không có gì. Dòng Thái này mình nhớ hình như là nó đóng made in Thailand. Còn cái dòng 7040 thì mình nhớ là dẫn tem Thái Lan nhưng mà made in Japan. Sản xuất Nhật Bản luôn. Đó. Ga lì này nhìn rất là đẹp. Nó là không có chỗ nào để mà chơi cái cặp ga lì này lên đường nhựa, đường lộ đồ nó chạy dữ lắm. Con này cái làm mũi như là mũi mình đây. Nói chung là mũi dàn sớ đây cái máy chỉ máy Thái thôi. Sớ khô thì mấy dòng này nó cũng phải gọi là cực kỳ phê. Nhưng mà không sao đâu, chứ mấy dòng nặng sáng hơn đâu. Mấy dòng đời mới thì từ 60 trở lên thì có mấy con cu này với dàn ma là 725. John Deere thì khỏi nói, John Deere từ 5310 trở lên. Kubota nhiều thì là 6040 với 040, mấy dòng đời mới á. Đã chưa? Mình khoái cái ga lì này dữ lắm, nhưng mà ga lì này đi mấy đất lầy thì dở. Nó chủ yếu là để cho trên Thái chảnh người ta chạy ủi với làm đường rồi đó các bạn. Với chạy cài rồi đó. Giờ cái bình hú đặc trưng rồi. 6040, 7040 này nó hú chờ đánh luôn. Thấy quá đẹp phải không? Để mình nói rõ hơn cái vấn đề này một xíu. Cái này nói ra nó cũng gắt gói xíu. Nói chung là gắt gói đối với một số bạn thôi. Tại vì mình có hay nói là dòng 2403 này nó xài chung cho 5000VN với 5018, 6040, máy cắt 60-70. Thì cũng có một vài bạn nói là nó xài máy khác mà tại sao mà nó xài chung. Mình nói nó xài chung nên nó xài chung cái dòng 2403 nha các bạn. Vẫn là máy 2403 bít tông 87 2.4 lít, nhưng mà công suất nó sẽ rải đều từ 50 cho đến 70 ngựa. Là từ 50 ở đây là từ con 5000VN với 5018 đó, trở dài lên 70 ngựa là con máy cắt. Nhưng mà để tinh chỉnh phù hợp với từng dòng từng máy á, thì người ta sẽ có thay đổi cái kết cấu, là thay đổi con heo dầu với giữa dòng của turbo với không turbo, và thay đổi cánh turbo lớn cánh turbo nhỏ. Như cái mình biết chắc ăn chắc chắn á, là thằng 60 với 70 á, là thằng 70 cái bạc nó lớn hơn thằng 60. Vậy đó. Còn giữa thằng 2403 trên 6040 này với 60 máy cắt 60 khác cái gì thì mình không biết. Ý mình nói là 2403 đây là cái dòng máy, cái model máy đó, cái số mã của máy đó. Còn các bạn nói khác, ý các bạn nói là tại sao mà máy 50, 60, 70 ngựa mình nói lại xài chung một máy. Nó là vậy đó. Khác công suất thôi nhưng mà máy nó vẫn là một. Như là nó khác một số chi tiết để mà được hiệu, để mà người ta, để mà hãng người ta điều chỉnh cái công suất đó.
Ở miền Tây thì cái dòng 6040 này nó cũng thuộc dòng gọi là bá đạo đó, lúng lầy dưới khô luôn. Máy cài thì nó xài 2403 nên dòng tua nó có 2600 nha các bạn, còn trên máy cắt nó là 2700 lần. Hàng Thái này full trọn bộ, nó nhìn đã lắm, nó có cái ốp lưới ngoài chứa cái mặt nạ đằng trước á. Đây là để mình chỉ cái chi tiết, mà cái chi tiết này mình nói ra cũng có nhiều bạn phản pháo lắm này, nhưng mà đa số là vậy. Cái miệng bô này nè, cái miệng bô này hàng thùng gỡ xuống là hàng thùng đập thùng, là các bạn để ý là hàng Thái nó chỉ thẳng nha. Chỉ thẳng bằng vậy đó. Cũng có một số con người ta bẻ ngang nữa, nhưng mà đa số đều là chỉ thẳng. Nói chung là từ lúc sản xuất là nó chỉ thẳng gần trước vậy đó. Đây phương tiện. Đây mặt đất sớt cũng đạt nha các bạn. Xanh xanh này là do gạ nó màu xanh, chứ gạ màu xanh này nhìn cũng láng lắm á, nhìn cũng mướt. Bụi 6040 Thái này hình như là lên luôn cái vỏ lớn này, nó nặng hình như là khoảng 1 tấn, tấn 8 mấy đó. Còn 7040 này nặng 2 tấn 90. Dòng 6040 Việt mình mà cái dòng vỏ 12432 đó mà đổi lên vỏ 16928 hay là bù thêm 11-12 triệu gì đó. Nói chung không phải đổi vỏ mà đổi luôn nguyên bánh, tại vì nó theo mâm rồi. Đổi lên mâm 30 không lớn. Nhìn đẹp ghê không? Con này mới chóc, con này chắc mới mua chạy được mùa này quá. Mùa rồi với mùa này. Bụi. Bụi tấn công. Hấp thấy gì luôn. Đây. Đó. Mặt đất sơ của 6040. Sáu không bốn không này là để coi. Rồi không có cần gạt. Không có cần gạt là 6040 một số sớ thường. 6040 đời mới hai số sớ hình như là cũng chưa có ai mua xài. Có nhưng mà chưa, mình chưa có cơ hội, chưa có dịp để mình gặp thôi. Nâng cấp lên 6040 hai số sớ hình như cũng thêm mười mấy triệu. Đây có dấu lầy đây.
chỗ này giống máy kéo khù queo cứng ngắc luôn à. Hy sinh vì đam mê luôn, ngồi ngồi hứng bụi bùm mũi quay. Do mình quay xuôi nắng đó các bạn, lấy góc nhìn xuôi nắng mới sáng được, cho nên phải chịu đứng dưới gió rồi, dưới gió thì bụi. Sớ khô thì được mùa này sớ nhiều này, chứ mấy mùa khác thì toàn sớ nước. Nhìn đẹp ghê không? Vỏ không lớn là đẹp à? À, lên vỏ 18-4 nhìn nó còn ngầu nữa. Mình quay được con 7040 vỏ 18-4 nhưng mà nó xuống mâm 28 rồi. Trời ơi, nhìn cái vỏ nó bự nhưng mà cái bánh chống cái dè một khúc luôn. Do nhìn vỏ 30 quen rồi đó. Đây phá ngàn cái đường dấu máy kéo nè, khô queo cứ ngắt luôn. À, ghê không? Mê chứ luôn, ai mà mê bánh bự mà đang mê sớ cũng không gặp. Coi cái video này bảo đảm là các bạn mê thêm nữa. Hàng Thái phun bảo vệ nó còn phê nữa. Trời này sớ đã lắm, nhưng mà tài cũng phê, máy cũng phê nữa. 2-3 bữa nay quá trời nắng luôn nha các bạn. Đang vô mùa hạn, với lại miền Tây mình cũng đang bị nhiễm mặn nè. Mười mấy tỉnh miền Tây nhiễm mặn không cần biết, nhưng mà thằng Đồng Tháp này là hầu như là chưa năm nào dính. Đồng Tháp này thì vùng này nó thuộc dạng vùng gò, nó cao rồi, giáp ranh với Campuchia, tỉnh vùng biên, cao hơn An Giang mà. Hứng bụi nữa nè. Không phê luôn, hết thấy gì luôn. Một thở ra.